Vâng, chào các bác. Em Khương đang chạy một chiếc xe Toyota Camry sản xuất 2013, đăng ký lần đầu 2014. Thì hôm vừa rồi em có một cái trải nghiệm cho các bác, nhưng mà nhiều bác không tin. Thì đây, để em có thể cho các bác nhà mình xem đây. Em đang chạy đường hỗn hợp nhá, nhưng mà xăng báo rất là ít này, chỉ có 7 lít 2 này các bác này. Vâng, cũng đúng thôi, tại vì theo thông số của nhà sản xuất thì đây, theo thông số của nó tầm khoảng 7 lít 2 này. Đây em xem nào, đây các bác này, đấy. Nó sẽ, nếu mà các bác đi chậm là nó sẽ nhảy lên tầm khoảng, đây nếu mà đi đều ga các bác nhá, đấy nó tầm 7 lít 9, 8 lít này, nếu các bác đi đều ga. Đấy, còn đâu, đây em đang đi đường hỗn hợp, đấy thì nó báo là 7 lít 2 này. Đấy, còn nếu mà khi mà các bác, khi em đi cao tốc thì ở đồng hồ nó chỉ hiện có 6 lít rưỡi thôi các bác ạ. Vâng, 6 lít rưỡi. Camry 2.0, cái dòng 2.0 này thì đi rất là tiết kiệm các bác ạ. Nó tiết kiệm lắm. Chỉ có bác nào mà chân to thì khi mà các bác nhấn ga, kiểu các bác mà muốn phấn khích, các bác muốn nhấn ga lên thì nó hơi ì, nó hơi è một chút thôi. Còn nếu bác nào mà đi điềm đạm thì nó có đà rồi thì nó cũng rất là ok các bác ạ. Mà cái quan trọng là nó tiết kiệm xăng các bác nhé. Đó, 2.0 nó là vậy các bác ạ. Còn 2.5 thì thực sự các bác là, các bác đi thì đúng là nó bốc thật, nó bốc, nó sướng các bác ạ, nó bốc, nó sướng. Nhưng mà ngược lại thì đương nhiên là xăng cái con 2.5 đấy nó cũng phải rơi vào khoảng tầm 11-12 lít đấy các bác ạ, 11-12 lít đấy. Còn đây cái con này của em thì nó chỉ có 7 lít 2 các bác thôi nhá. Đây, chỉ có 7 lít 2 thôi các bác ạ. Vâng. Thì chiếc xe này của em Khương cũng là một chiếc xe mà rất là đẹp, đi gầm bệ rất là chắc chắn. Và cái giá tiền như em thấy là, như chiếc xe này thực sự các bác là nó cũng chỉ ngang với lại chưa bằng một con Vios mới các bác ạ. Vâng. Thì em nghĩ là khả năng là nó cũng chỉ nhỉnh hơn Atis một tí thôi. Nhưng các bác nhà mình mà các bác nhà mình đã có một chiếc xe Camry để đi này các bác ạ. Các bác là đã có Camry để đi rồi các bác, đẳng cấp, cái độ sang trọng, độ đẳng cấp nó khác nhau hoàn toàn các bác nhé. Tất nhiên rồi, Atis với Vios thì không thể nào mà so sánh với Camry được, đúng không các bác? Đấy, các bác bảo nó đẹp như thế này cơ mà, máy lổ thì im rít luôn. Con này của em là sản xuất 2013. Đấy, sản xuất 2013, đăng ký lần đầu 2014. Đấy, từ cái gioăn cao su đây các bác có thể quan sát, nó rất là đẹp các bác nhé. Từ cái ghế, nội thất kem nữa thì nó là quá tuyệt vời rồi các bác ạ. Này, được độ cái màn hình này, ZTEC này, một cái hãng màn hình mà đắt nhất hiện tại bây giờ các bác. Mà cái anh Lâm Hùng xe hay đấy, anh hay giới thiệu các bác ạ, là cái màn hình ZTEC này này là cái màn hình thương hiệu số 1 của Việt Nam bây giờ các bác ạ. Tại vì là màn hình này nó là màn hình đắt nhất các bác ạ. Cái màn hình này nó tầm 18 đến 20 triệu nếu mà lắp cho Camry đấy các bác ạ. Màn hình rất là đắt. Vâng. Thì đây các bác của nhà mình có thể nhỉ, quan sát này. Đấy. Dài chưa các bác? Có dài có rộng không các bác? Chỉ có hơn 500 triệu thôi các bác nhá. Dài rộng miên man đúng các bác. Em Khương đang lổ máy đấy, máy lổ im rít luôn các bác. Vâng, bác nào mà thích cái form này thì cái form này thì nó là rất là khỏe rồi đúng không ạ? Cái form này nó cái form vuông vuông này. Nhìn cái xe rất là khỏe đúng các bác. Đây, các bác này. Camry mà các bác, dài rộng miên man. Như thế này thì tội gì mà phải đi Vios với lại Atis đúng không ạ? Các bác chơi con này thì nó mới là hết bài này. Con này nó là hết bài, hết vở của phân khúc D rồi các bác ạ. Nó là hết hết cỡ của hết lực của Toyota rồi. Nếu như các bác mà đi Toyota thì đi con này thì Camry nó là hết lút rồi, nó là hết lực rồi. Không còn gì để phải đổi nữa rồi các bác. Các bác mua một lần thôi là không phải đổi nữa rồi các bác. Con này, à con này nó là hai, đây là tem dán 2.5Q thôi các bác nhà mình nhá. Dán 2.5 thôi. Nhưng mà nó là 2.0E các bác nhà mình ạ. 2.0E. Cái bản này thì nó rất tiết kiệm xăng các bác. Bản này thì phải nói là thực sự là tiết kiệm xăng. Nếu mà dành cho bác nào mà nghĩ xăng cộ. Còn nếu mà bác nào mà để mà các bác mà muốn đi mà bốc ấy. Bốc thì là đi con này thì các bác ga lên thì cảm giác nếu các bác ga thốc thì nó hơi đuối các bác. Đấy. Còn nhưng mà nó được cái là tiết kiệm xăng đó. Còn bác nào mà đi mà thích bốc thì là đi con này thì cảm giác nó sẽ hơi đuối các bác ạ. Vâng, con này đã được lên vành rất là đẹp rồi các bác nhé. Và chiếc xe của em
con này thì đẹp tuyệt vời luôn các bác. Đây, cho các bác xem này, cho các bác nhìn này, các bác nhìn cái gì chưa, xe này bồ trắng tinh luôn các bác này, các bác nhìn này, các bác nhìn bồ này trắng bốp bộp luôn này, các bác nhìn chưa. Đấy, các bác thấy chưa, bồ này ốc vẫn còn nguyên ánh luôn các bác nhá. Đây gầm này, các bác nhìn này, đẹp tuyệt vời luôn đúng không ạ. Con này nó là chấm hết rồi các bác này, từng con ốc của em này vẫn nguyên những vạch sơn các bác. Bác nào biết về xe chắc chỉ cần nhìn cái bô như này thôi là đoán được cái xe như nào rồi đúng không các bác. Đấy, vâng, cho các bác nhà mình xem cái máy nữa nhá các bác nhá, cho các bác nhà mình xem cái máy này. Con này thì nổ đi im rít rồi, nghe phê loay rồi. Này các bác này, vâng, các bác nhìn cái khoang máy đây, à, từ cái thảm đây các bác nhìn đây, từ cái thảm cabo này, led như soli đúng không ạ? Các bác này, nhìn từ cái chỉ keo chỉ đây, led căng chưa các bác? Từ những con ốc, các bác nhìn này. Từ những con ốc của nó, từ những cái ụ của nó rất là đẹp luôn các bác. Đây, từ những con ốc máy các bác nhé. Ốc chân máy này, từ những cái cổ phanh này các bác nhìn này, từ những cổ phanh ABS này, ba con ốc máy kia nữa kìa, các bác nhìn nhá, vẫn còn những cái mã số đánh dấu kìa. Các bác nhìn này, da máy tươi chưa các bác? Đấy, các bác nhìn này, da máy con này thì cực tươi rồi các bác, từ những cái cổ bô đây, da máy đây các bác nhìn này, rất là sáng các bác nhá, tươi đẹp luôn. Từ những con ốc bên dưới kia nữa kìa các bác nhá, đây từ con ốc bên dưới kìa, chưa có tháo vặn cái gì cả. Và đây từ những con ốc phần bên này cũng vậy này các bác này. Đấy, vẫn còn nguyên tem đúng không ạ? Đây em zoom kỹ cho bác xem, vẫn nguyên tem mác này. Đây các bác nhìn này, da máy rất là tươi nhá, da máy con này thì rất là tươi luôn. Này các bác nhìn từ phần trên này. Đấy, đây những cái phần này cũng vậy này các bác nhìn này, từ những cái chi tiết này của nó là ốc này vẫn sáng choang bảy màu các bác nhé. Đây ạ, đây nữa, sâu bên trong này, em zoom cho bác nhé, sâu bên trong này. Đấy, còn những cái đài của nó rất là đẹp đúng không các bác, từ những cái ống nhất của nó led căng luôn các bác. Đấy, ốc tai ốc tiếc này, vâng, máy đẹp các bác nhé. Đây, máy sáng đẹp đúng không ạ, từ những cái đài của nó. Mặc xe cũ như này rất là ok rồi các bác. Nói chung là con này sản xuất 2013, đăng ký lăn bánh lần đầu 2014. Rồi, mời các bác nhà mình ngắm qua một vòng ngoại thất nhé các bác nhé. Vâng, con này thì chắc là nhiều bác thì có thể nghĩ là cái bản 2.5 Q. Bản Q thì nó có cái vành 5 chấu này các bác ạ. Nhưng mà con này thì đã được anh chủ nhân anh ấy thích lên cái vành này, anh ấy lên hết những cái vành này, rồi là vô lăng, rồi màn hình các cái. Nói chung con này các bác về chỉ việc đi thôi, không phải làm gì cả các bác. Các bác chỉ việc đổ xăng và đi thôi, không phải đỗ đẽo, không phải làm gì cả. Nhìn cái xe nó, nhiều bác thì thích đỗ lên để cho nó đẹp. Đấy là những bác mà yêu xe, chăm chút xe, không tiếc tiền. Nhiều bác tiếc tiền thì chắc là 1-2 chục bỏ ra cũng tiếc đứt ruột ạ. Nhưng mà đây thì nhiều bác đã ăn chơi là không sợ mưa rơi, cho nên là phải chơi cho nó đã các bác. Vâng, thì đương nhiên rồi, các bác ấy làm những cái gì cho các bác thì đương nhiên các bác sẽ được hưởng. Đấy, các bác nhá. Vâng, thì đây các bác có thể nhìn phần đầu của Camry thì nó là rất là đẹp rồi đúng không các bác, hoa hầm hố chất lư luôn. Và đèn đóm cũng vậy, đây các bác nhìn này, sáng choang các bác nhá, không có ố mờ gì cả, đèn trong veo luôn. Đèn dưới này cũng vậy các bác nhá, đây từ những cái mạ chrome của nó này vẫn còn sáng bóng luôn, nét căng luôn.
mặt ca lăng cũng vậy các bác nhé. Đây các bác nhìn này, đèn này nét như soli luôn các bác nhé. Đèn bên dưới đây các bác này cũng đẹp luôn. Và những cái xước sát này thì không tránh được các bác nhé. Ngoài da thôi các bác, ngoài da thôi, giống như những cái móng tay các bác xước vậy mà. Cổ phanh của biết này vẫn sáng choang các bác. Con này thì gầm biết đây, quá là đẹp rồi các bác. Con này nó là xuất sắc rồi các bác. Gầm các bác nhìn vừa em quay cái bô trắng tinh ấy mà. Nói chung form dáng phân khúc D Camry không chê được rồi đúng không ạ? Và đặc biệt nó cái vành này. Con này thì đây nhé, từ cái phin kia các bác, từ cái dán phin dán niếc đấy, nó cũng đầy đủ hết rồi các bác. Tất cả là đầy đủ full phe phe rồi. Trồng chất lừ đúng các bác, chỉ có hơn 500 triệu thôi. Các bác nhà mình đi con này nó mới là dã man này. Các bác đi con này thì không phải đổi xe nữa các bác ạ. Camry mà, nó là hết bài rồi. Phân khúc D thì Camry nó là hết bài rồi các bác. Đèn đóm đây các bác nhìn này, vẫn còn mới keng như thế này đây. Đó. Ở cái mạ chrome, cam hành trình, cam lùi đầy đủ hết rồi các bác ạ. Đây, cho các bác nhìn cái bô nữa một lần nữa cho nó sướng các bác. Đây các bác nhìn này, bô này trắng tinh luôn này các bác này, bô này nói nó vui chứ cái bô chẳng khác gì mới đúng không các bác. Form dáng đây các bác này căng đét đèn đẹp luôn đúng không ạ. Các bác nhìn này, dài rộng miên man, đẹp tuyệt vời luôn. Nói chung Camry chạy sướng các bác, chạy chắc chắn sướng. Sang mở cửa kia cho các bác nhà mình ngắm nội thất nhé. Đây, mời các bác nhà mình ngắm nội thất này. Cái xe màu đen thì màu kem này bao giờ nó cũng rất là hợp gu các bác. Nhìn này rất là đẹp đúng không các bác, da rất là nguyên bản các bác nhé, da tất cả là nguyên bản luôn, chưa có thay thế cái nào cả. Gỗ này các bác này, bóng lừ luôn này. Bước chân vào đã có chữ Camry này các bác này. Cái quang cửa đây các bác nhìn này, rất là mới đúng không ạ. Từ cái đường chỉ may này các bác nhìn này, cho không bị ngả màu một chút nào luôn. Nó, những cái đường chỉ may của nó rất là mới luôn. Đúng không ạ? Đấy. Này các bác này. Con này đã được có cái cảm trải sàn nữa rồi. Đấy, 6D rồi. Này các bác nhìn này. Từ cái dây dợ ấy của nó đây, rất là mới này, vẫn còn ánh vàng luôn. Thảm nước này cũng vậy các bác này. Con này thì ngồi rất là rộng luôn ạ. Trần thì rất là đẹp luôn, trần con này không có bẩn nước gì luôn các bác ạ. Trần rất là sạch luôn, trần sạch đẹp. Bên này cũng vậy, là các bác nhìn này, cái lỉ nó cứ vàng ươm ra, không có ố bẩn gì các bác. Và những cái đường chỉ may của nó rất là mới. Con này Camry ngồi rất là rộng rồi, rộng rãi thoải mái. Nói chung là phần khúc D thì con này nó là hết bài rồi các bác, không còn gì phải bàn cãi nữa rồi. Cho các bác nhà mình xem cái cốp này. Xin chào. Đây các bác nhìn này, đẹp chưa các bác? Đó, lỉ đây. Đó. Sắt sắc chưa các bác? Đây, từ những cái chi tiết này này. Đó. Vẫn còn đẹp leng keng này ạ. Và thường thường em nói thật các bác, những cái chiếc xe mà Camry thì toàn các bác cẩn thận dùng thôi. Cho nên là
ít có xe sống các bác. Đây các bác nhìn từ những cái chi tiết này sáng loáng luôn. Đây cái thành này vẫn đen kít kín kịt các bác. Này các bác nhìn này, lốp này, sơ cua thì em đang bỏ ra, em cho ông ấy mượn. Đây các bác này, này các bác lòng trong nó đẹp này mà các bác, khác gì mới đâu ạ, đúng không các bác? Lòng trong này đẹp tuyệt vời luôn. Còn sơ cua em đang cho ông anh cũng mượn, em cũng lấy về rồi em chưa lắp cả. Đẹp luôn ạ. Chỉ có hơn 500 triệu thôi, thực sự các bác là đi Camry nó là hết bài hết vở rồi, không còn gì phải suy nghĩ nữa rồi. Đây, các bác nhìn này, già nhất là nguyên bản luôn, chả khác gì mới đâu ạ. Các bác nhìn này, gỗ vẫn bóng lừ luôn. Đây các bác này, ghế nhìn cái ghế nó mới yêu các bác. Này cái con cửa này các bác này, từ cái đường chỉ đường nhất của nó đây. Ghế càng đẹp đúng các bác, càng đẹp luôn. Từ cái chi tiết này nó còn đẹp này mà các bác. Này sàn 6D rồi các bác. Nói chung con này các bác về chỉ đổ xăng và chạy thôi, chỉ đổ xăng và chạy, không phải làm gì cả. Tại vì là tất cả là các cái là chủ nhân đã dán hết rồi, toàn phin cách nhiệt xịn thôi. Anh này thì anh là một người có tiền các bác, em mua của anh này thì anh là một người có tiền, anh cũng chịu chơi và dám chơi các bác, chứ không lom rom. Đây các bác này, đây mới nguyên đúng các bác. Đây ạ, nhìn này. Đó. Mới nguyên các bác nhá. Ghế phụ đây. Các bác nhìn này, khác gì mới đâu ạ. Đây các bác nhìn này. Còn đẹp nguyên các bác nhá. Sướng cái là xe cũ nhưng mà lắp được cái màn hình ZTEC, màn hình rất là xịn các bác. Này các bác có thể nhìn đây. Để các chi tiết gỗ của nó đây, vẫn bóng lừ đẹp này mà, củ số củ nhất đây. Từ cái tắp cái phần yên ngựa này cũng vậy các bác, nó mới các bác, nó đẹp. Ghế cứ càng đét lên đẹp như này ạ. Vô lăng vô nhất đây, đã được độ cái vô lăng này mấy triệu bạc rồi đây các bác này. Nhìn trông nó hiện đại các bác, nó đẹp. Trong con này thì hơn 5 triệu, 100 triệu, thực sự các bác là đi con này nó là quá là chất rồi các bác. Đi con này thì quá chất rồi, không gì phải suy nghĩ rồi các bác. Cửa chắc lịch luôn. Vâng, thì vừa rồi em cũng đã quay rất là chi tiết cho các bác nhà mình một chiếc xe Toyota Camry sản xuất 2013, đăng ký lần đầu 2014. Một chiếc xe mà phải nói là nếu mà cùng đời thì nó cũng là một chiếc xe mà rất là đẹp các bác. Mà đặc biệt cái 2.0 này, bác nào mà lăn tăn lấy xăng cộ thì đi con này rất là hợp lý này các bác này. Đấy, rất là hợp lý luôn. Vâng, thì bác nào mà quan tâm thì alo cho em theo số hotline 0833 119999.